có một chút vàng gam như thế này, nhưng nặng lên tới gần 15 kg các bạn ạ. Đá vàng gam khá là nặng. Vàng gam là vàng của kẻ ngốc. Đây là vàng đá vàng gam tự nhiên của Việt Nam mình, có những thỏi vuông như thế này, được các chuyên gia phong thủy chủ nhà lấy về để sử dụng chôn dưới nền nhà hay chấn trạch những ngôi nhà nào gần bãi thang ma, gần mồ mả, lò mổ hay nhà có khí âm nhiều. Theo các chuyên gia phong thủy chia sẻ, đá vàng gam rất là nặng các bạn ạ. Anh Ánh, anh em thử lấy một cục đập cho xem nào. Đây, này anh em sáng sẽ đục ra xem. Đây là đá thạch anh các bạn này, thạch cứng các bạn này. Đấy. Đây. Rất ông ánh giống như vàng. Tên tiếng Anh của nó là pyrite. Viên to thì khá là hiếm các bạn ạ. Vàng gam. Các bạn này. Có những viên to này, đây là đá thiên nhiên Việt Nam. Trong các loại đá phong thủy thì theo các chuyên gia phong thủy thì đá vàng la gam có năng lượng cao nhất các bạn ạ. Cao nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em nhà sàn Tây Nguyên. Nếu có dịp mời các bạn ghé thăm. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.